Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng đó là lời chúa thưa quý ông bà và anh chị em thân mến chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện tại này ta đang phải đối diện với biết bao vấn đề của cuộc sống cái ăn cái mặc tương quan trong xã hội bên cạnh đó chúng ta cũng lại còn phải đối diện với một cuộc sống mà ở đó danh dự địa vị và biết bao những điều mà chúng ta đang xây dựng cho một tương lai chúng ta nghĩ ra rồi sức khỏe và biết bao những cái nhu cầu khác của cuộc đời làm cho chúng ta cảm thấy mệt nhòa và cái đó nó là những cái gánh nặng trong cuộc sống hiện tại ta đang đối diện làm sao để ta có thể gánh được cái gánh của cuộc sống đó thực sự thì con người chúng ta không thể gánh được những cái gánh nặng nề đó. Nó cứ trì trệ và nó làm cho chúng ta mất sức bởi vì ta cứ mãi mê với những cái thế sự thăng trầm này. Không còn cơ hội để hướng đến một cái sự hoàn thiện mà lời mời gọi của người Kitô Tô Hữu cần phải có. Do vậy mà hôm nay Chúa Giêsu xu như nhắc với chúng ta một điều quan trọng Hãy quăng những cái gánh nặng nề đó đi để rồi chúng ta đến với Chúa và Chúa trao cho chúng ta một cái gánh nhẹ nhàng và êm ái. Cái gánh nhẹ nhàng và êm ái là chính điều Chúa Giêsu muốn chúng ta sống. Sống bằng tình thương, sống bằng lòng mến, sống bằng sự cho đi và sống bằng cả một cuộc đời với sự hiến thân vì tình yêu trong Đức Giêsu Kitô. Vì vậy mà Chúa nhắc với chúng ta điều quan trọng này Hãy đến với Chúa và hãy học ở nơi Chúa Bởi vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng Hai yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải để ý Đó là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng Hiền lành luôn luôn là cái cơ hội để chúng ta có một cuộc sống êm ái và nhẹ nhàng Khiêm nhượng luôn luôn là cái cơ hội để chúng ta được đi vào trong tương quan của lòng mến của tình thương khi nào mà chúng ta cố gồng mình lên để thể hiện cái tôi của mình thì lúc đó ta đang phải gánh nặng của cuộc sống đấy bởi vì chẳng có chuyện gì xảy ra để có thể mang lại cho chúng ta một niềm vui nếu như không ở trong chính chúa cho nên điều quan trọng mà chúa nói với chúng ta hãy đến với chúa hãy quăng những cái gánh nặng nề của cuộc đời của mình cho chúa để rồi từ đó chúa cho chúng ta cái gánh nhẹ nhàng và êm ái hãy học ở nơi chúa vì chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng xin cho chúng ta có một cuộc sống thực sự hiền hậu và khiêm nhượng để rồi ta gánh ở nơi chúa cái sự êm ái và nhẹ nhàng chúa trao cho chúng ta amen